chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể chỉnh da sáng một cách tự nhiên nhưng mà rất là nhanh và hiệu quả. Nếu bình thường các bạn mà chỉnh ảnh á, thì các bạn sẽ chỉnh bằng cái công cụ là level, là các bạn sẽ tăng cái phần điểm sáng này lên như vậy đúng không ạ? Nhưng mà thực sự ý, trong Photoshop các bạn mà làm như vậy á, thì nó sẽ không được tự nhiên và nó bị cháy sáng đó các bạn. Chúng ta không nên nhé. Mà chúng ta có một cái công cụ có sẵn trong Photoshop, đó chính là các bạn hãy vào cho mình Image này, Apply Image. Ở đây cái phần source chính là cái phần tên của cái file mà các bạn đang mở. Ở đây nó sẽ là chỉnh sáng da nhanh nhất đúng không? Ở cái phần layer các bạn phải chọn về cái layer 1, tại vì ở đây mình đã nhân đôi layer lên và nó đang ở là layer 1 nhé. Channel thì các bạn hãy để cho mình cái phần màu RGB, hoặc nếu như các bạn khử đỏ chẳng hạn thì các bạn hãy chọn cho mình về cái phần màu red, green hoặc là blue, tùy thuộc vào cái hình ảnh của bạn đang có cái vấn đề gì. Ở đây mình sẽ chỉnh ở toàn kênh là RGB. Sau đó là cái phần blending này, các bạn hãy chọn cho mình là screen opacity là 100. Nhưng mà với cái ảnh này 100 thì nó đang bị hơi quá sáng. Các bạn hãy đặt cho mình cái thông số thấp hơn, mình sẽ để là khoảng 50%. Thì các bạn hãy nhìn đây, cái làn da của cô gái này không còn là màu nâu nữa mà nó sẽ sáng hơn, hoặc sáng hơn nữa thì nó sẽ là 70 hoặc thậm chí là 100% cũng không sao cả. Các bạn ấn OK giúp mình. Cái cách làm này thì sẽ làm da của chúng ta sáng đều nhau, nhưng mà nó có một cái điểm, đó chính là những cái phần ví dụ như là mắt này, lông mày này, lông mi, môi, và những cái phần mà chúng ta cần phải giữ lại cái phần gốc thì các bạn phải giữ lại. Do đó các bạn hãy chọn cho mình cái phần layer mà các bạn vừa chỉnh sáng lên, chọn cho mình cái cục tẩy Eze Tool này này, phím tắt là E. Các bạn xóa hết cho mình ở cái phần giữa đi, giảm cái size cục tẩy xuống. Chúng ta sẽ lấy lại được toàn bộ về những cái phần gốc của nó và cả phần tóc nha các bạn nhé. Nhưng mà các bạn hãy nhớ này, chúng ta chỉ xóa ở cái phần giữa thôi, còn cái đường biên á, thì các bạn phải làm thêm một bước nữa, là các bạn hãy giảm cái opacity khoảng 50%. Sau đó những cái phần đường viền các bạn hãy bôi ra phần viền. Rồi, chúng ta làm như vậy là để cái phần giao giữa hai cái mảng màu khác nhau nhìn nó sẽ mượt mà hơn, so với cái việc là các bạn sử dụng 100% cái nét cọ xóa ngay từ ban đầu. Rồi, và các bạn hãy ẩn cái layer 1 giúp mình. Đây là ảnh gốc này, còn đây là ảnh sau khi chúng ta chỉnh sáng đồng đều nhé các bạn nhé. Nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là nó rất là tự nhiên. Rồi, và nội dung của mình cũng chỉ đến vậy thôi. Nếu như bạn nào yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nha. Tạm biệt.